Xin chào, trong chuyên mục Mỗi ngày một người nổi tiếng của G Bật Mí, nội dung của video ngày hôm nay sẽ nói về ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đương nhiệm, một vị lãnh đạo tài ba và cực kỳ tâm huyết với Trung Quốc. Nhắc đến quyền lực tối cao của Tập Cận Bình thì kể cả những nhà đầu tư lớn ở Trung Quốc cũng phải dè chừng vài phần. Nếu bạn còn nhớ về những hình ảnh mới nhất của tỷ phú Jack Ma, thì đó có lẽ là bức hình của 3 năm về trước. Jack Ma sau đó đã biến mất khỏi truyền thông. Alibaba của Jack Ma bốc hơi hơn 100 tỷ USD. Và người làm được điều này chỉ có thể là Tập Cận Bình. Bản thân Jack Ma ngày đó cũng có nguy cơ bị vướng vào vòng lao lý. Muốn biết thực hư câu chuyện ra sao thì bạn có thể xem video tóm tắt về cuộc đời của Jack Ma tại kênh YouTube G Bật Mí nhé. Sinh ngày 15 tháng 6 năm 1953 tại Bắc Kinh, Trung Quốc, là con trai trong gia đình gồm 5 anh chị em. Bố của Tập Cận Bình là Tập Trọng Huân, cựu phó thủ tướng của Trung Quốc làm việc dưới thời Mao Trạch Đông, từng kề vai sát cánh với Mao Trạch Đông trong giai đoạn Trung Quốc nội chiến. Xuất thân trong gia đình chính trị, cuộc sống thời niên thiếu của ông Tập đầy rẫy những đặc quyền mà chỉ những gia đình của lãnh đạo cấp cao ở Trung Quốc mới có. Cứ tưởng mọi thứ sẽ suôn sẻ, đến khi Tập được bước chân vào con đường chính trị, những biến cố tan cửa nát nhà đã ập đến trong cuộc đời Tập Cận Bình khi ông chỉ mới 15 tuổi. Khi chính trị Trung Quốc đổi chiều, thế giới của ông Tập lúc đó cũng bị đảo lộn hoàn toàn. Cha thì lao tù vì bị coi là phần tử chống đảng, chống lại Mao Trạch Đông, chị gái thì bị sát hại, bản thân ông Tập lại bị đẩy về một vùng nông thôn nghèo khó, cố gắng trốn về thủ đô thì lại bị bắt lại, sau đó bị đưa tới một trại lao động. Chàng trai thanh niên 17 tuổi Tập Cận Bình đã phải vật lộn trong những điều kiện khắc nghiệt. 7 năm ròng rã, ông Tập lao động không khác nào một người nông dân đúng nghĩa ở Lương Gia Hà, làm đủ mọi nghề, từ chăn dê tới gặt lúa và lúc nào cũng phải lo cho sự an toàn của tính mạng. Chẳng một ai lúc đó có thể nghĩ được ông lại là con trai của một cựu phó thủ tướng. Ông Tập từng kể lại rằng ông luôn biết ơn tới giai đoạn khó khăn đó vì cũng nhờ được tiếp xúc với tầng lớp nông dân mà khi lên cầm quyền, những chính sách của ông đã trở lên thực tiễn hơn so với các nhà lãnh đạo đi trước. Thất bại 10 lần mới có thể trở thành đảng viên, sau đó làm thư ký cho tướng cũ của cha. Cũng từ ngày đó mà ông leo dần lên các vị trí cao hơn, hiểu biết hơn về quân sự và chính trị. Mỗi địa phương dưới bàn tay lãnh đạo của ông Tập đều có sự phát triển đáng kể. Sau 10 năm trở thành thành viên chính thức của Ủy ban Trung ương lần thứ 16, thì đến năm 2012, Tập Cận Bình được bầu chọn trở thành Chủ tịch nước của Trung Quốc, người cầm quyền cao nhất của quốc gia này. Các nhà nghiên cứu Trung Quốc phân tích lý do ông Tập được chọn là bởi các lãnh đạo khác cho rằng ông mềm yếu, dễ dàng uốn nắn và kiểm soát. Những nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ lúc đó cũng chỉ nghĩ rằng Tập Cận Bình cầm quyền thì Trung Quốc không khó để đối phó. Tuy nhiên, tất cả họ đều đã sai khi đánh giá quá thấp về ông. Ngay khi lên nắm quyền, Tập Cận Bình đã thực hiện một loạt cải cách. Ông cho biên soạn và bổ sung lại hầu hết nội dung trong chương trình giáo dục để đưa tư tưởng Tập Cận Bình vào giáo trình. Chỉ trong vòng 5 năm, từ năm 2012 đến năm 2017, khoảng 1,5 triệu quan chức bị phạt và giáng chức. Hơn 200 quan chức từ thứ trưởng trở lên bị bắt để điều tra. Một vài lãnh đạo cấp cao cũng phải lao tù. Tận dụng các vũ khí công nghệ và quốc gia đông dân, ông Tập mở rộng vốn và thách thức trực tiếp với Hoa Kỳ. Khát khao biến Trung Quốc trở thành nơi có nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu như khi đó Donald Trump không khơi bào chiến tranh thương mại và phát động cuộc cấm vận kinh tế, đất nước không bị chịu ảnh hưởng nhiều bởi Covid-19, điều đó có lẽ đã trở thành sự thật. Khác với các nhà lãnh đạo trước của Trung Quốc, Tập Cận Bình là người nhận được nhiều sự ủng hộ nhất trong cả 3 nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, dù ai là nhà lãnh đạo Trung Quốc thì cũng đều có âm mưu độc chiếm Biển Đông và nhăm nhe tới hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Cho đến khi Liên Hợp Quốc động tới thì lại ngụy biện là trông giữ hộ Việt Nam. Việc làm này chắc chắn phải bị lên án. Không những vậy, Trung Quốc còn ngang ngược mở rộng xây đảo trái phép ở hai quần đảo này. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh G Bật Mí để xem nhiều video hữu ích hơn nhé!